bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Những dấu hiệu cảnh báo giúp chúng ta biết trước những tình huống, nhất là những vấn đề khó mà mình phải đối diện để không bị tổn hại. Trong hành trình theo Chúa, Ngài cũng đưa ra những dấu hiệu cảnh báo để chúng ta không đi xa Ngài và gánh chịu những hậu quả nặng nề của sự bất tuân. Hôm nay, ngày 18 tháng 12 năm 2021, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Scott Ross qua chủ đề Dấu hiệu cảnh báo. Hồi còn trẻ, mới vừa lập gia đình, tôi và vợ đã mua một căn nhà ngay phía sau nhà của ông bà ngoại tôi. Bà tôi đã sống qua những năm tháng héo hon của cuộc đại suy thoái. Và năm nào bà cũng đều trồng trọt trên khu vườn rộng lớn. Bà muốn chuẩn bị sẵn sàng nếu điều đó xảy ra lần nữa. Bà biết cảm giác đói là như thế nào. Khu vườn của bà thật đẹp. Bà nhổ mọi cây cỏ và tưới nước hầu như vào tất cả các buổi tối. Tôi muốn học cách làm vườn và bà rất sẵn lòng dạy tôi. Một buổi tối mùa hè, trong khi chúng tôi lặng lẽ nhổ cỏ, bà chăm chú nhìn tôi. Bà bắt đầu nói chuyện với tôi như một người lớn chứ không phải với tư cách là cháu trai nhỏ bé của mình như mọi khi. Bà nói rằng Chúa đã cho bà một giấc mơ về tôi. Tôi cảm thấy bị lôi cuốn dù có chút sợ hãi. Bà tôi lúc nào cũng nói về Chúa nhưng chưa bao giờ nói về những giấc mơ. Bà nói với tôi rằng bà thấy một cơn bão lớn đến và cuốn tôi đi. Tôi đã bị đưa đi ra khỏi gia đình mình và sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Giấc mơ đó khiến tôi cảm thấy sợ vì tôi đang ở trong một cơn bão lớn. Satan đã nhắm vào tôi và đang tấn công gia đình tôi. Rõ ràng là bà vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra trong gia đình và tôi cảm thấy sợ hãi, không muốn chia sẻ với bà cũng như bất cứ ai, đặc biệt là những cơ đốc nhân khác. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ phán xét tôi. Giấc mơ đó đã thành hiện thực. Trong vòng vài tháng, tôi đã mất gia đình, nhà cửa, công việc và gần như mạng sống của mình. Tôi trở nên tức giận và tự hủy hoại bản thân. Tôi ghét Chúa. Tôi đã ghét Chúa từ từ, không chỉ trong suy nghĩ. Tôi đã nói với Ngài rằng, hãy để tôi yên. Tôi không còn muốn sống cho Chúa nữa. Tôi không thể hiểu được vì sao một Đức Chúa Trời, Đấng đã cảnh báo tôi về một thảm họa sắp tới, lại có thể cho phép mớ lộn xộn này xảy ra ngay từ đầu. Có phải ý muốn Chúa là lấy đi tất cả những gì tôi yêu quý hay không? Có phải ý muốn Chúa là tôi sẽ sống hàng tháng trời trong sự giận dữ và cay đắng không? Có phải ý muốn Chúa là tôi sẽ trở nên thù hận, phẫn uất và thậm chí là muốn giết người không? Dĩ nhiên là không. Từ ban đầu, tôi đã lựa chọn sai lầm, đã không tập trung vào vấn đề thuộc linh và khiến cho mối quan hệ của mình với Chúa trở nên nguội lạnh. Tôi bắt đầu nhìn mọi thứ bằng con mắt tự nhiên thay vì con mắt thuộc linh. Tôi không còn đọc kinh thánh hàng ngày thay vì cố gắng cầu nguyện không ngừng. Tôi không còn cầu nguyện thường xuyên và sau đó thì không còn cầu nguyện nữa. Bây giờ tôi biết rằng Đức Chúa Trời đang cảnh báo tôi, muốn tôi xem xét lại hành trình thuộc linh của mình và sửa lại mọi sai trật. Tôi nhận ra rằng Chúa đang kêu gọi tôi phải ăn năn. Mối quan hệ của chúng ta với Chúa phải giống như khu vườn được chăm sóc tốt. Chúng ta phải duy trì công sức làm cỏ, tưới nước mỗi ngày cho khu vườn. Kinh Thánh mô tả tấm lòng con người chống nghịch Đức Chúa Trời về tội lỗi mình như thế nào. Là cơ đốc nhân, chúng ta phải xem xét mối quan hệ của chúng ta với Chúa mỗi ngày. Chúng ta không thể để cho rễ đắng mọc lên ngay cả sự cay đắng đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải thường xuyên trò chuyện với Chúa, phải nhanh chóng xưng nhận những lỗi lầm sai trật của mình. Đức Chúa Trời nhìn thấy tất cả mọi điều chúng ta đang làm. Vậy nên đừng hành xử như thế, nếu chúng ta phớt lờ thì tội lỗi đó sẽ biến mất. Sứ đồ Phao-lô cảnh báo các tín hữu hội thánh Philip rằng: "Vì tôi đã thường nói điều này với anh em, bây giờ tôi lại khóc mà nói nữa, có nhiều người đã sống như kẻ thù của thập tự giá Đấng Christ." Philip chương 3 câu 18. Tôi biết có những cơ đốc nhân giữ lòng thù ghét với một số cơ đốc nhân khác về những vấn đề thực tế lẫn vấn đề tưởng tượng. Chúng ta không muốn mình bị phán xét bởi cùng một tiêu chuẩn mà chúng ta phán xét người khác. Tha thứ là điều được ban cho và nhận lãnh cách miễn phí. Khi chúng ta không trao ban món quà tha thứ này cho người khác, thì điều đó nói gì về chúng ta? Cho chúng ta biết mình là ai và mình như thế nào? Chúng ta được Chúa tha thứ vô điều kiện. Vậy nên chúng ta không thể đặt một cái giá lên nó đối với người khác.
chúng ta không có quyền làm như vậy. Thực ra, khi làm như thế, những gì Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta cũng sẽ bị vô hiệu hóa. Tại sao? Bởi vì bằng hành động của mình, chúng ta đang bày tỏ rằng lời Chúa không áp dụng cho mình. Chúng ta phán xét và cho rằng ý muốn của mình còn cao hơn cả ý muốn Chúa. Kinh Thánh truyền chúng ta phải yêu thương nhau và đồng thời cũng cho biết rằng tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Cô-rinh-tô nhất chương 13, câu 4 đến câu 7. Trong cuộc đời mình, tôi đã trải qua nhiều khu vườn và một điều mà tôi học được là nếu không tưới nước chăm sóc thường xuyên thì khu vườn của mình sẽ chết. Chúa muốn chúng ta phải thường xuyên lượng giá lại tình yêu dành cho Ngài. Chúng ta cần kiểm tra và xem liệu mối quan hệ của chúng ta với Ngài có sống động và vững mạnh hay không. Có những ngày tôi vẫn cảm thấy khó để đứng dậy và bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Tôi nhớ về một thời kỳ khủng hoảng, hoang vắng đến nỗi tôi không bao giờ muốn quay lại. Đừng để bản thân phải trải qua cơn bão khủng khiếp trong đời. Hãy để ý đến lời cảnh báo. Hãy kiểm tra tình trạng thuộc linh của mình. Đừng cho phép những cỏ lùng của cuộc sống làm nghẹt ngòi những gì Chúa dành cho bạn. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tha thứ cho những tội lỗi và yếu đuối của con. Xin giúp con nhạy bén với những dấu hiệu cảnh báo của Ngài để nhanh chóng ăn năn và làm mới lại mối quan hệ với Chúa và với mọi người xung quanh. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, qua bài học này, bạn có đang nhận được dấu hiệu cảnh báo nào từ Chúa hay không? Mối quan hệ của bạn với Chúa hiện nay đang như thế nào? Bạn có muốn dành ít giây phút để đánh giá lại tình trạng thuộc linh của mình, xưng nhận những tội lỗi với Chúa và cầu xin Ngài tha thứ, phục hồi? Một ánh sao đêm đông loa chiếu nơi khung trời, dìu dắt đưa ba vua miền đông. Tình Chúa Giêsu này đã giáng sinh cứu người tại mác trên hôi tanh Bethlehem. Chúa là đấng yêu thương, vì yêu nhân thế đành xuống thế gian. Ngài không qua ăn, chịu nhục nhã đê hèn, quỳ xuống bên Giêsu cùng kính dâng lên Ngài và nhục hương một dược lòng kinh yêu. Ngài đến nơi dương gian tìm kiếm chiêng lạc loài, từ bấy lâu nay xa chuồng cha. Ngài đến đem hòa bình hạnh phúc cho muôn người và chết cho nhân gian được thứ tha. Hãy nhìn ánh sao kia, ngày xưa Chúa đến nào có ai hay. Ngài không có được một chỗ gối đầu. Lạy Chúa, hôm nay đây con kính dâng lên Ngài lòng biết ơn sâu xa tình Chúa yêu. Hãy
sao kia. Ngày xưa Chúa đến nào có ai hay, Ngài không có được một chỗ gối đầu. Lạy Chúa, hôm nay đây con kính dâng lên Ngài lòng biết ơn sâu xa, tình Chúa yêu. Lạy Chúa, hôm nay đây con kính dâng lên Ngài lòng biết ơn sâu xa, tình Chúa yêu. Cảm tạ Chúa bởi sự ban phước và sức dầu của Ngài, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày của One Way không chỉ đem đến sự khích lệ đời sống thuộc linh cho phần đông tín hữu, mà còn giúp nuôi dưỡng và phát triển đức tin cho nhiều tân tín hữu ở khắp nơi. Một tân tín hữu đã gửi lời nhắn hết sức chân thành đến ban biên tập của chương trình như sau. Mình rất cảm ơn ban biên tập của One Way Radio về những video chia sẻ lời Chúa vào mỗi buổi sáng. Nội dung của các video trong kênh thật ý nghĩa và mang đến sự bình an diệu kỳ cho người nghe. Mình mới tin nhận Chúa và cũng mới biết đến One Way Radio. Mỗi sáng mình nghe One Way và hướng lòng mình về Chúa, mình lại thấy được hiểu thêm về Chúa và cảm nhận rõ hơn về tình yêu của Ngài qua những câu chuyện, những ví dụ trong đời sống hàng ngày mà One Way chia sẻ. Quả thật, đây là một trong những phản hồi đầy khích lệ mà chúng tôi nhận được. Nếu quý vị được khích lệ qua chương trình, vui lòng bấm theo dõi kênh, chia sẻ chương trình này cho bạn bè, người thân để mọi người có cơ hội được tiếp cận với lời Chúa mỗi ngày. Ngoài ra, nếu quý vị có thắc mắc, góp ý, cần được tư vấn hay muốn tìm hiểu thêm về Chúa, xin hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách để lại bình luận trên YouTube, Facebook, gửi email về địa chỉ chia sẻ amoconeway.vn hoặc gọi trực tiếp về số điện thoại 0896 164 199. Nếu quý vị muốn dự phần dâng hiến cho chương trình này, xin liên hệ với One Way qua các phương cách trên để được hướng dẫn. Chân thành cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.